Xin chào quý phụ huynh cùng toàn thể các con. Cô là Lê Thị Kim Phụng, là giáo viên của trường Mẫu Giáo Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Hôm nay cô rất là vui khi được đồng hành cùng quý phụ huynh để tạo nên những niềm vui nho nhỏ dành cho các con trong khi các con nghỉ dịch ở nhà đấy. Và video trong ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con làm một thí nghiệm quan sát quá trình hoa nở trên nước. Đầu tiên, cô xin mời các con cùng quý phụ huynh đón xem hoa thật nở như thế nào. Xin mời tất cả các con. Vừa rồi các con đã được quan sát quá trình hoa thật nở. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện thí nghiệm hoa nở trên nước. Thí nghiệm của cô thì cần có những nguyên vật liệu như sau. Đây là tờ giấy A4, là một cây bút lông, một hộp bút chì màu, một cây kéo. Và bây giờ các con hãy cùng đón xem cô có gì nữa nhé. À, đây là những chiếc nắp chai có hình dạng to nhỏ. Quý phụ huynh có thể sưu tầm thêm nhiều loại nắp chai có kích thước khác nhau để các bé có thể thỏa sức sáng tạo làm nên những bông hoa to nhỏ khác nhau đấy. Và cuối cùng là một chiếc đĩa sâu lòng để đựng nước. Bước thứ nhất, cô đặt nắp chai lên trên tờ giấy A4. Sau đó, dùng bút lông khoanh tròn quanh nắp chai để tạo thành những hoa. Sau đó, cô vẽ những cánh hoa. Các con có thể sáng tạo vẽ những cánh hoa có dạng hình dài, hoa cánh tròn, hoa cánh dài hoặc là hoa cánh nhỏ tùy theo khả năng và sở thích của mình. Cô đã vẽ xong bông hoa rồi. Bây giờ cô sẽ lựa chọn màu tô mà mình yêu thích để tô màu cho bông hoa. Khi tô, các con chú ý cầm bút bằng tay phải, cầm bằng ba ngón tay và tô. Các con chú ý tô không để lem ra ngoài nhé. Thank you.
Cô đã cắt xong bông hoa, bây giờ cô sẽ dùng ngón tay cái và tay trỏ để gấp những cánh hoa này vào phía bên trong miệng hoa. Các con chú ý gấp lần lượt từng cánh hoa sao cho những cánh hoa xếp chồng lên nhau. Là cô đã sắp gấp xong bông hoa này rồi, cứ như vậy cô làm được rất là nhiều bông hoa ta nhận hơn rất lâu, rất là đẹp đấy các con. Bây giờ phút cuối cùng cô sẽ cho những bông hoa này vào trong đĩa nước xem điều bất ngờ gì sẽ xảy ra nhé. Các con hãy cùng chờ đón xem điều kỳ diệu gì sẽ